lính của tuyến đầu đất nước, chọn sự hy sinh, nhiều khi đi mà không có ngày trở về. Biệt kích Lôi Hổ thuộc gia kỹ thuật đã tổ chức buổi hội ngộ để cùng nhau ôn lại một thời đã qua, để các cựu quân nhân hàn huyên tâm sự, cùng nhau nhớ về một thời hào hùng. Chương trình bắt đầu vào lúc 7 giờ tối ngày 29 tháng 5 vừa qua tại nhà hàng Phú Lâm, thành phố San Jose. Những khí phách hào hùng ngày nào như nhắc nhớ trong mỗi cựu quân nhân khi tham dự đêm hội ngộ nha kỹ thuật. Chúng tôi là những người mà nhảy toán ra miền Bắc và hoạt động ở miền Bắc, và đồng thời thời gian ấy, bị bắt hàng gần chục hai chục năm. Do đó hôm nay có cái sự mà nha kỹ thuật tổ chức để chúng tôi họp mặt. Thực tế thì những quý vị tổ chức ngày hôm nay riêng đối với chúng tôi là những cái nước đi sau. Đối với tôi là nước đi sau, bởi vì những cái nước đi trước của chúng tôi, những huynh trưởng hoặc là những liên trưởng của chúng tôi á, thì đều là mất hết rồi. Có còn chăng nữa thì chỉ còn một số ít của các bà, của các vị và liên trưởng của chúng tôi thôi. Thì thời ra cái ngày tổ chức hội ngộ ngày hôm nay của nha kỹ thuật thì chúng tôi có mặt để cũng như là một cái gia đình của nha kỹ thuật. Chúng tôi không ở binh chủng thủy quân lục chiến, không ở binh chủng nhảy dù, mà không ở binh chủng biệt động quân, mà chính thức là chúng tôi thuộc nha kỹ thuật và trực tiếp nhảy ra ngoài Bắc hoạt động ngoài này. Hôm nay thì tôi rất vui mừng là vì nói đúng là có tất cả đông cả những thân hữu ở đây. Tôi rất vui vì được gặp mặt đại hội ngộ tất cả trong thời gian mà xa cách. Cái danh từ nha kỹ thuật đối với tôi nó rất là thân thương. Đơn vị nha kỹ thuật là một đơn vị chiến tranh ngoại lệ, cho nên vấn đề là quân phục với những cái vấn đề đi toán, với vấn đề đi phép, chủ trong mặc bộ đồ này là bộ đồ huyết, tức là cái dành riêng cho những vị sĩ quan hoặc là quân binh sĩ đi phép. Còn bộ đoàn ri bên này á, là cùng ở đơn vị, còn vấn đề mà đi hành quân á, thì mà gọi là đồ xâm nhập, tức là mang đồ giống như bên cộng sản vậy để trà trộn về bên kia để đánh đảo cái đánh lộn cái sự nghi ngờ của bên Việt Cộng. Yeah. Tôi thì chức vụ là bên truyền tin và tác xã của pháo đồ xe tiểu đoàn 1 pháo binh sư đoàn thiếu lục chiến. Dạ thưa chú, thông qua cái buổi lễ ngày hôm nay thì chú có cái điều gì muốn chia sẻ và gửi gắm đến với giới trẻ đang sinh sống tại hải ngoại không thưa chú? Thì thật tình mà nói là bây giờ đã trải qua 30 mấy năm chấm dứt chiến tranh rồi, thì các chú bây giờ tuổi đã ngoài 60 hết rồi, thì thật sự rất mong mỏi các thế hệ sau này nhìn lại cái tấm gương của các chú ngày xưa đã bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ đã không thành tựu các chú rất là buồn, thì cái thế hệ sau này có thể tiếp nối để bảo vệ đất nước nếu có thể được. Dạ, một câu hỏi dành cho cô. Thưa cô, không biết thời gian mà chú đi lính thì cô có những cái kỷ niệm gì mà lo lắng bồi hồi và cảm thấy rất là sợ sệt không thưa cô? Dạ, có chứ. Rồi trong thời gian chú đi lính là tại vì chú là trong thủy quân lục chiến là đơn vị tác chiến. Thành ra mỗi lần mà có biến động ở chiến trường nào là cô có thể là không có ngủ được. Rất là sợ, là tại vì con biết rồi, đời binh biến là khó nói. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa.
nhà kỹ thuật Berkeley được vinh dự đứng ra tổ chức đêm hội ngộ nhà kỹ thuật San Jose 2011, cũng như được vinh dự đón tiếp quý vị cùng các niên trưởng, các chiến hữu thuộc các đoàn, các sở phi đoàn 29, lực lượng hải tuần từ khắp nơi về đây hội ngộ. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý quan khách, quý tướng lãnh, các tổ chức, cộng đồng, hội đoàn, đồng hương đã vì lòng cảm mến mà đến đây chung vui cùng gia đình nhà kỹ thuật chúng tôi. Đêm hội ngộ nhà kỹ thuật hôm nay không ngoài mục đích là để anh em nhà kỹ thuật Mark Bishop, các phi đoàn không quân Việt Nam và Hoa Kỳ đã một thời sát cánh bên nhau, chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do, có cơ hội gặp lại nhau để hàn huyên tâm tình. Đồng thời nhân cơ hội này ra mắt ban chấp hành Hội Ái hữu nhà kỹ thuật Berkeley, tôi hân hoan chào đón tất cả quý vị, quý chiến hữu, thân hữu và gia đình đã đến tham dự đêm hội ngộ nhà kỹ thuật 2011. Xin gửi đến quý vị và gia đình lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi. Chúc quý vị có một dạ tiệc thật vui và đầm ấm. Trân trọng kính chào quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.